chúng ta đến với chủ sự kiện ai sáng ngày hôm nay của Thanh An à, và Thanh An cũng xin gửi lời chào đến các anh chị tất cả các anh chị chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng thành công giàu có mạnh khỏe và hạnh các anh chị ha à, và ngày hôm nay thì uh, Thanh An lại tiếp tục chia sẻ cho các anh chị về hai à, mươi ngày nâng tầm chất lượng cuộc sống các anh chị nhé à, và những anh chị nào mà chúng ta đang à, vào xem livestream cùng với Thanh an thì chúng ta hãy nhanh chóng tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình cũng như là chúng ta nhanh chóng chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay nha các anh chị à, và Thanh an cũng sẽ dành ra để mình có thể là chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay cũng được nhé rồi tiếp theo là chia sẻ đường lên live stream các anh chị nha. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qui c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour de mais ils sont seuls dans leur château. qui confondent les chiens et les loups Ils font des pièges où ils tomberont un jour Ils se protègent de tout même de l'amour Les rois du monde se battent entre eux

À, và vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Và chào mừng tất cả các anh chị chúng ta đến với uh, live stream ngày hôm nay của Thanh An các anh chị nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục uh, đến với chuỗi chu kỳ 21 ngày. À, nâng tầm chất lượng cuộc sống các anh chị nha à, và những anh chị nào chúng ta đang à, xem livestream thì chúng ta hãy nhanh chóng tới tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình cũng như là chúng ta à, nhanh chóng chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay nha các anh chị à, để giúp cho người thân à, bạn bè cũng như là những anh chị mà chúng ta à, quen biết có thể là họ biết thêm một cái bí kíp một cái công thức để giúp cho cuộc sống của chúng ta thành công với chuỗi chu kỳ hơn hạnh phúc hơn và à. khỏe mạnh hơn nha các anh chị à, được không ạ rồi À, và ngày hôm nay thì uh, thanh an lại tiếp tục chuỗi uh, chu kỳ của chúng ta và trong uh, những ngày này thì uh, thanh an đang chia sẻ về sáu quy luật vũ trụ các anh chị ha uh, và thanh an có thể khẳng định với các anh chị uh, trong các cái uh, ngày trong bộ công thức thì sáu quy luật vũ trụ là sáu uh, cái uh, quy luật mà thanh an cực kỳ yêu thích luôn các anh chị uh, và khi mà các anh chị học các anh chị hiểu về sáu quy luật vũ trụ thì khẳng định với các anh chị là cuộc sống của chúng ta sẽ lên như diều gặp gió các anh chị nhá đúng không ạ và khi mà các anh chị học về sáu quy luật vũ trụ thì các anh chị sẽ thấy là à, mình chỉ cần sống đúng luật thôi thì cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng dễ dàng hanh thông và thuận lợi các anh chị à, vậy thì sáu à, quy luật như thế nào để mà chúng ta có thể là à, sống đúng luật đây à, và hôm à, qua thì hôm kia thanh an cũng đã chia sẻ cho các anh chị hai cái quy luật rồi đó là gì ạ quy luật trong ngoài và quy luật tập trung các anh chị ha à, cái gì có bên trong cái đó sẽ có ở bên ngoài và cái gì giống nhau thì sẽ thu hút lẫn nhau các anh chị nhé được không ạ à, và ngày hôm nay thì thanh an lại tiếp tục chia sẻ cho các anh chị về quy luật tập trung các anh chị nhé à, và quy luật tập trung là một trong những quy luật mà nó sẽ giúp cho các anh chị bứt phá về mặt tài chính bứt phá về kết quả cũng như là bứt phá những cái điều mà các anh chị mong muốn được không ạ à, và cho thanh an hỏi là trong hai ngày qua khi mà chúng ta học về luật hấp dẫn cũng như là chúng ta học về uh, quy luật uh, trong ngoài thì các chị cũng uh, các chị đã có ứng dụng chưa các anh chị à, chúng ta đã có cái ứng dụng bằng cái cách là chúng ta thay đổi cái gốc rễ chưa các anh chị ơi à, và tất cả những cái kết quả bên ngoài nó chỉ phản ánh chính xác cái bên trong của mình các anh chị đúng không ạ à, vậy nên là khi mà các anh chị thay, muốn thay đổi cái uh, kết quả thì các anh chị cần phải thay đổi cái bên trong của mình các anh chị tức là các anh chị cần phải thay đổi cái tư duy của mình các anh chị nhá à, và các anh chị cần phải có một cái tư duy đó là gì đó là mình cần phải chịu trách nhiệm à, cho tất cả những cái kết quả mà nó đến cuộc đời của mình các anh chị đúng không ạ và à, để mà thay đổi cái kết quả của mình á, à, thì mình phải thay đổi cái suy nghĩ chứ không phải là thay đổi cái hành động đâu các anh chị đúng không ạ à, và cái cách nhanh nhất ngắn nhất và dễ dàng nhất để mà các anh chị có thể là thay đổi được cái tư duy của mình. Đó là gì? Đó? đó là các anh chị học theo người thành công và xem xem thử là những người thành công á, họ đang có cái tư duy gì các anh chị? Họ đang có những cái tư duy gì? Họ đang có những cái suy nghĩ gì? Họ đang có những cái niềm tin gì các anh chị? Đúng không ạ? họ đang có những cái tư duy suy nghĩ và niềm tin gì các anh chị đúng không ạ à, và chúng ta làm sao chúng ta sao chép tất cả những cái bộ tư duy bộ suy nghĩ và cái niềm tin của họ à, vậy thì khi mà chúng ta sao chép những cái điều này này thì các anh chị sẽ đạt được những cái kết quả giống như mình mình mong muốn những cái kết quả mà họ đã đạt được rồi các anh chị ha à, và đó chính là quy luật trong ngoài nha các anh chị à rồi thanh an cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream nha xin gửi lời chào đến chị kim thanh à rồi xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị à những anh chị nào chúng ta đang xem livestream cùng với thanh an các anh chị có thể là comment để mà thanh an có thể là gửi lời chào trực tiếp đến các anh chị nhé à, và rất là cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã theo dõi livestream của thanh an cũng như là đồng hành cùng với thanh an nha các anh chị à chúng ta hãy ghi chép để mà chúng ta ứng dụng trên chính cơ thể mình và để giúp cho mình có kết quả nha các anh chị nha đúng không ạ À, và các anh chị nhớ nè cái kết quả bên ngoài của chúng ta nó chỉ phản ánh uh, cái bên trong thôi các anh chị à, và nếu như uh, mà chúng ta nhìn thấy cái kết quả của chính mình uh, là thứ nhất đang chưa có dư giả về tài chính thì nó đang biểu hiện một cái điều gì ạ nó đang biểu hiện là các anh chị đang có những cái niềm tin, những cái tư duy chưa có hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Hoặc là mình đang thiếu những cái kiến thức về dòng tiền các anh chị. Các anh chị đang thiếu những cái kiến thức về dòng tiền Các anh chị đang thiếu những cái kiến thức về quản lý tiền Và các anh chị đang thiếu những cái kiến thức Về nhân giống đồng tiền các anh chị nhé Đúng không ạ Và kiếm tiền thì các anh chị vẫn đang kiếm tiền hàng ngày Đúng không ạ Các anh chị vẫn đang kiếm tiền hàng ngày Và khi mà các anh chị học tập Các anh chị gia tăng thêm cái thời gian Để mình thay đổi cái tư duy Thay đổi cái suy nghĩ Các anh chị dành thời gian ra Các anh chị học tập cùng với liên minh câu lạc bộ tri thức là sách Thì các anh chị cũng cần phải ghi các anh chị ghi chép lại các anh chị bởi vì đây là đều là những cái kiến thức đã ứng dụng có kết quả rồi đều là những cái kiến thức ứng dụng thành công rồi các anh chị à, và thêm vào đó thì sao ạ thêm vào đó thì chúng ta sẽ là đọc sách thêm này à, và chúng ta sẽ nâng cao liên tục à, cái chỉ số thông minh về tài chính của mình các anh chị nhé đây là chỉ số thông minh về tài chính các anh chị được không ạ rồi ok không các anh chị ơi à, cho nên là chúng ta cần phải liên tục liên tục liên tục phát triển các anh chị nhé được không ạ À rồi và Thanh An cũng sẽ nhắc lại về quy luật hấp dẫn nha các anh chị. À, quy luật hấp dẫn phát biểu rằng là sao? À, cái gì giống nhau thì sẽ thu hút lẫn nhau. À, vậy thì nếu như mà bây giờ các anh chị mong muốn thu hút một cái số tiền, một cái khoản tiền, một cái tài sản nào đó hoặc là các anh chị mong muốn thu hút một cái kết quả nào đó. Nếu như mà hiện tại các anh chị đang chưa có đạt được cái kết quả nào đó thì nó biểu hiện cái gì ạ? Nó biểu hiện là các anh chị đang chưa cùng tần số, chưa cùng trường năng lượng với cái số tiền với cái mục tiêu với cái khối tài sản đấy các anh chị đúng không ạ à, vậy nên là mình cần làm gì mình cần nâng cao cái tư duy của mình lên nâng cao cái à, giá trị nội tại của mình lên để mà mình bằng với cái tầng số bằng với cái mục tiêu của mình các anh chị đúng không ạ và nếu như á, mà các anh chị học về luật hấp dẫn và các anh chị học về quy luật trong ngoài á, các anh chị cũng thấy được một điều đó là gì ạ à, hai quy luật này đều có một cái điểm chung đó là gì? đó là nếu như mà chúng ta muốn thay đổi cái kết quả bên ngoài của mình á, thì các anh chị cần phải thay đổi cái điều gì ạ? các anh chị cần phải thay đổi cái suy nghĩ và niềm tin của mình các anh chị nhé, đúng không ạ? rồi ok các anh chị ha, đó là hai cái quy luật vừa rồi thanh an vừa chia sẻ với các anh chị nhé à, và cho thanh an hỏi là trong những cái ngày vừa qua, à, những anh chị nào mà chúng ta đang duy trì một cái thói quen là chúng ta ghi chép livestream đó ạ, à, những anh chị nào mà duy trì cái thói quen này á? À, thì sao à, Thì các anh chị hãy cùng comment tôi đi các anh chị à, Bao nhiêu trong số tất cả Các anh chị chúng ta đã duy trì Và biến cái thói quen à, Là sao à, Tham gia ít nhất là một buổi dung Cùng với Liên minh câu lạc bộ à, Trở thành một cái thói quen của mình à, Trở thành một cái giống như là hơi thở của mình đâu các anh chị Đúng không ạ à, Các anh chị à, biến nó trở thành Một cái thói quen hàng ngày của mình Nó rất là quan trọng luôn các anh chị Đúng không ạ và đây là hai cái cách rất là quan trọng các anh chị ha, hai cái cách để mà giúp cho các anh chị gia tăng được cái tư duy của mình, gia tăng được cái niềm tin của mình nhanh nhất các anh chị, được không ạ? Bởi vì nếu như mà bây giờ các anh chị đọc sách nè, các anh chị cũng cần phải có cái thời gian để mà các anh chị ứng dụng nữa các anh chị, Đúng không ạ? Các anh chị cần có thời gian để các anh chị ứng dụng nữa, ấy. Nhưng mà khi mà các anh chị tham gia cùng với môi trường liên minh câu lạc bộ thì sao? Thì các anh chị đã được chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm đã được đúc kết rồi, các anh chị đã ứng dụng có kết quả rồi, các anh chị ha. À, đó là cái lý do mà tại sao mà các anh chị cũng thấy là ồ tại sao cùng một cái tư duy này, à, mà tại sao trước đó mình ứng dụng hoài, ứng dụng hoài nó không ra luôn, các anh chị, đúng không ạ? À, hoặc là các anh chị có nhiều anh chị ở đây trước khi mà biết đến môi trường liên minh câu lạc bộ, chắc chắn là các anh chị cũng đã từng biết đến luôn, hấp dẫn rồi đúng không ạ? À, có thể là các anh chị cũng đã từng đọc cái cuốn sách bí mật tư duy triệu phú rồi hoặc là các anh chị cũng đã từng đọc những cái cuốn sách mà câu lạc bộ chia sẻ rồi người giàu có nhất thành babylon hoặc là 28 ngày thực hành lòng biết ơn nhưng mà các anh chị ứng dụng chưa có kết quả đúng không ạ à, có những anh chị nào mà chúng ta đang như thế không nhưng mà tại sao khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ chỉ trong vòng khoảng, khoảng tầm một tuần các anh chị đã thay đổi những cái kết quả khả năng ở đây chưa nói những cái kết quả lớn hay nhỏ các anh chị nhé nhưng mà ít nhất là trong một tuần các anh chị đã thấy có được cái sự thay đổi rồi. Đúng không ạ? Và các anh chị cảm thấy cái điều đó nó rất là vi diệu. Thì các anh chị hãy cùng comment phím số 2.000 các anh chị nhé. Rồi, Thanh An xin gửi lời chào đến anh Duy Tuấn nha. Xin gửi lời chào đến uh, chị Kim Hà. Xin gửi lời chào đến uh, chị Kim Khoa. Rồi, xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nha. Đúng không ạ? Rồi. À, bởi vì sao các anh chị biết không ạ Tại sao mà chúng ta cũng biết những cái kiến thức đó trước đây Nhưng mà chúng ta chưa ứng dụng à, thành công Rồi Thanh Anh xin gửi lời chào đến anh Châu Thạnh nha à, Mà tại sao khi mà chúng ta Ứng vào môi trường câu lạc bộ Chúng ta học chỉ tầm à, 7 ngày 10 ngày chúng ta ứng dụng có kết quả rồi à, Tại vì sao các anh chị Đấy, tại vì sao các anh chị biết không ạ Bởi vì á à, Những anh chị trong môi trường liên minh câu lạc bộ của Chúng ta đã ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình rồi và đã ứng dụng rồi, đã đúc kết rồi và đã đúc kết những cái điều cần thiết và chia sẻ lại cho các anh chị để các anh chị có cái kết quả luôn và hầu như là khi mà chúng ta đọc sách á nếu như mà các anh chị chỉ đọc sách không á thường là cái lần đầu chúng ta cũng chưa hiểu đâu các anh chị <laughs> đúng không ạ à, lần thứ hai thì cũng hơi hơi hiểu một chút à, rồi lần thứ ba đọc đi đọc lại đọc tái đọc hồi đọc rồi đọc nữa à, và thành ra là à, rồi sau đó mình mới bước bước đến cái bước ứng dụng ứng dụng thì các anh chị cũng ứng dụng mãi chưa có kết quả cho nên là thành ra là chúng ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn các anh chị đúng không ạ thường là khi mà chúng ta ứng dụng không có kết quả chúng ta mất kiên nhẫn và chúng ta không có đọc sách nữa các anh chị à, chứ còn thực ra là vẫn là cái quyển sách đó thôi chứ không có cái sự khác biệt gì đâu các anh chị đúng không ạ cho nên là các anh chị phải nhớ này chúng ta cần phải kiên nhẫn với cái hành trình mà phát triển tư duy của chính mình các anh chị cần phải kiên nhẫn với cái hành trình phát triển tư duy À, chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái niềm tin của mình, các anh chị, đúng không ạ? À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị khi mà chúng ta tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì chúng ta cam kết à, rằng chúng ta sẽ bắt đầu với hành trình phi, thành công phi thường của mình bằng những cái hành động nhỏ nhưng mà kết quả lớn và với cái sự kiên nhẫn đó à, thì các anh chị hãy comment tôi sẵn sàng các anh chị nhé, đúng không ạ? À, chứ bây giờ cái à, tư duy gốc rễ của các anh chị. À, là sao, à, bao nhiêu năm nay các anh chị bị gieo trồng những cái tư duy, những cái hạt giống, những cái niềm tin gốc rễ Không có được thành công, không có được giàu có các anh chị Đúng không ạ, à, cho nên là những cái kết quả cũ thì nó chỉ giúp cho các anh chị, uh, những cái suy nghĩ cũ nó chỉ giúp cho các anh chị có kết quả cũ thôi à, Và đó là lý do tại sao các anh chị đặt ra những cái mục tiêu mới hoài nhưng mà các anh chị không có đạt được là như vậy đó các anh chị chỉ cần thay đổi cái tư duy và niềm tin của mình thôi thì cái kết quả nó sẽ đến rất nhanh các anh chị, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị thay đổi cái tư duy niềm tin á thì cái kết quả của các anh chị nó sẽ đến rất nhanh các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái quy luật tiếp theo, đó chính là quy luật tập trung. Quy luật tập trung phát biểu rằng là sao ạ? Cái gì tập trung thì cái đó mở rộng các anh chị nhé. À, cái gì tập trung cái đó mở rộng, đúng không ạ? và mình cũng biết các anh chị à, người thành công á thì họ có một cái thói quen là gì tập trung vào một việc và làm việc đó cho đến khi thành công thì họ mới làm cái việc khác đúng không ạ À, nhưng mà bạn thân thanh an á ngày trước đó mình cũng nghe về cái quy luật tập trung mình ừ, cũng nghe là Ô, cái gì tập trung thì cái đó mở rộng các anh chị ngày trước thì mình cũng có hiểu nhưng mà thực sự thì nó hiểu chưa có sâu các anh chị ha và thời điểm đó thì mình cũng ứng dụng và chưa đạt được những cái kết quả giống như mình mong muốn các anh chị à, vậy thì các anh chị phải nắm rõ về cái quy luật tập trung để mà chúng ta ứng dụng các anh chị nhé khi mà các anh chị nắm rõ về quy luật tập trung này các anh chị ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình các anh chị sẽ thấy được rất là nhiều những cái phép màu vào đến với cuộc sống của các anh chị luôn đúng không ạ và khi mà các anh chị tập trung vào những cái điều tích cực á những cái điều tốt đẹp á à nó sẽ đến với các anh chị liên tục liên tục và liên tục các anh chị nhé và cũng có một thứ ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý đó là gì đó là chúng ta cần phải liên tục tập trung vào cái kết quả các anh chị phải liên tục tập trung vào cái kết quả cũng như là các anh chị phải liên tục tập trung vào cái bức tranh mục tiêu của các anh chị Đúng không ạ ở đây có anh chị nào mà chúng ta chưa có bức tranh mục tiêu không ạ những anh chị nào chưa có bức tranh mục tiêu thì các anh chị có thể là inbox trực tiếp cho thanh an, à, thanh an sẽ hướng dẫn cho các anh chị viết lên cái bức tranh mục tiêu cũng như là bức tranh uh, kết quả tài chính 6 tháng các anh chị nhé, được không ạ? À, và các anh chị nhớ này, khi mà các anh chị tập trung vào cái kết quả thì thông qua quy luật hấp dẫn các anh chị thì những cái điều tốt đẹp và những cái điều tích cực nó sẽ được thu hút đến với mình các anh chị nhá, nó sẽ được ngày càng mở rộng mở rộng thêm nữa các anh chị đúng không ạ và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ ví dụ như là bây giờ các anh chị tập trung vào công việc các anh chị tập trung vào sự thành công các anh chị tập trung vào mối quan hệ các anh chị tập trung vào sức khỏe à, và thậm chí là có nhiều anh chị ở đây là chúng ta cũng hay tập trung vào những cái chuyện mà nó không phải là của mình nữa đúng không các anh chị ở đây các anh chị cũng có thường hay là tập trung vào những cái việc mà nó chưa có phải là của mình nữa đúng không các anh chị thậm chí là các anh chị cũng tập trung vào những cái chuyện mà nó chưa có được tích cực nữa ấy. đấy và các anh chị nhớ nè một ngày của chúng ta là nó có hơn 60.000 cái suy nghĩ các anh chị và nếu như mà cái suy nghĩ không tích cực của các anh chị á nó nhiều hơn và nó tập trung toàn bộ cái tâm trí của các anh chị thì hầu như là các anh chị cũng sẽ không có cái chỗ trống cho những cái ước mơ của mình nữa luôn các anh chị. Đúng không ạ? Đấy, lắm lúc thì mình chỉ nghĩ tới cái mục tiêu và cái kết quả của mình đúng có những cái ngày Tết thôi các anh chị. Cái đêm giao thừa, cái ngày Tết mình cầu nguyện này kia thì mình gọi là gì? Mình tập trung vào cái mục tiêu còn lại những cái ngày khác mình cứ suốt ngày bật biểu. À, cái công việc này công việc nọ cộng viên kia rồi mỗi ngày thì khi mà các anh chị đặt vào cái tham gia vào quy trình đặt hàng vũ trụ thì các anh chị mới nhớ tới cái mục tiêu của mình thôi đấy và các anh chị biết rồi đó ở đâu có cái sự tập trung đó, thì ở đó cái năng lượng nó sẽ được dồn về các anh chị nhé rồi thân anh xin mời các anh chị uống nước nhé Dạ rồi anh Duy Tuấn chưa có thì cái thì anh inbox trực tiếp rồi em sẽ hướng dẫn nha. Và các anh chị nhớ này, năng lượng á, nó sẽ chạy đến cái nơi có sự tập trung. Và năng lượng á, thì nó bằng năng lượng các anh chị. Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị tập trung ở đâu á, thì cái năng lượng nó sẽ chạy về cái hướng đó các anh chị nhé. À, chứ còn bây giờ các anh chị cứ tập trung vào cái vấn đề thì làm sao mà tiền nó chạy về được bởi vì tiền nó không có cùng trường năng lượng với cái vấn đề đâu các anh chị à, tiền á nó không có cùng trường năng lượng với những cái điều không tích cực đâu các anh chị nhé Đúng không ạ và các anh chị nhớ này à, tiền á nó ở cái tầm số năng lượng vui vẻ happy hạnh phúc và biết ơn các anh chị nhé à, cho nên là tại sao các anh chị cũng thấy là thành ra hay có một cái câu hỏi như thế này Em ơi tại sao chị cũng đặt ra mục tiêu tài chính 30 ngày Chị cũng hình dung tưởng tượng Chị cũng chép livestream Chị cũng tham gia dung Nhưng em ơi chị không thấy tiền về <laughs> Và các anh chị biết không ạ à, Thường là những anh chị nào mà nói như thế Thì Thanh An cũng thường hay hỏi Đó là gì à, Chắc chắn là có cái điều gì đó chị làm không đúng ở đây rồi à, Và chị kể cho em nghe xem cái lịch trình của chị Trong một ngày là chị làm cái gì à rồi hello xin chào chị trương kính lượng nha chị có cái tên rất là hay à, cảm ơn chị đấy à vậy thì khi mà mình xem cái lịch trình của một người mình xem thử á, là cái sáng trưa chiều tối họ làm cái gì à, và xem thử là trong suốt một ngày đó thì họ có những cái suy nghĩ gì các anh chị à, hôm nay chị có gặp được những à, họ họ xem thử là hôm nay à, tham An của họ là hôm nay chị có gặp những cái điều gì không thuận lợi hay không À, thì khi mà chị ấy kể ra Thì Thanh An mới nhận ra một cái điều Đó là gì Khi mà chị ấy đặt ra những cái à, Mục tiêu á, Những cái kết quả về kinh doanh Về lợi nhuận Nhưng mà không bao giờ tập trung vào những cái kết quả đó Các anh chị à, thì Giống như là các anh chị biết Về cái câu chuyện cưỡi ngựa không ạ À, mình leo lên ngựa và mình à, cưỡi cái con ngựa mình nói là à cái mục tiêu của mình ở phía bên phải nhưng mà lúc nào mình cũng đánh cái con ngựa đi theo hướng bên trái hết trơn các anh chị đi theo cái cái hướng ngược lại hết trơn á à, cái mục tiêu thì bên phải nhưng mà đi bên trái đi bên đi thẳng không các anh chị ở ngựa thì nó có thể là nó vẫn đi nhưng mà các anh chị thì lại là sao lại là nhìn về chỗ khác nhìn về cái hướng khác các anh chị đúng không ạ ấy, À. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị đang trong cái tình trạng như vậy ạ? Ví dụ như là đặt cái mục tiêu vừa qua nhưng mà thử hỏi trong vòng là 13 14 ngày qua thời gian nào là cái thời gian mà các anh chị nghĩ về cái mục tiêu của mình đâu ạ? Hay là các anh chị chỉ nhớ rồi các chị luôn luôn có những cái nỗi sợ giống như là gì sợ khách hàng từ chối sợ làm không được nè Nói chung là đủ thứ sợ luôn các anh chị à, Đủ thứ sợ luôn Nhưng mà mình không bao giờ sợ rằng là gì Mình không đạt được mục tiêu các anh chị Và không đạt được mục tiêu Đó chính là không có tiền đó các anh chị ơi Đúng không ạ Nhưng mà mình không có sợ các anh chị Cho nên á, có rất là nhiều những anh chị á, Đặt ra mục tiêu nhưng mà đặt ra cho có Vậy thôi các anh chị Đặt ra cho có cái mục tiêu đó thôi Đúng không ạ À, cũng có là sao cũng có mục tiêu về tài chính giống như người ta nhưng mà mình lại không có để tâm tới à, và ở đây thì có một cái bí kíp canh chị ở đây có một cái bí kíp giúp cho các anh chị tiền về như hơi thở luôn à, và khi mà các anh chị có cái sự tập trung về tiền bạc á và những cái hành động tạo ra tiền á các anh chị thế trong kinh doanh những cái hành động nào là những cái hành động tạo ra tiền đâu các anh chị ơi À, bây giờ trong kinh doanh mình cần phải tạo ra doanh số, tạo ra lợi nhuận Vậy thì những cái hành động nào là like, những cái hành động tạo ra tiền đấy các anh chị Hành động tạo ra tiền trong kinh doanh, trong bán hàng là hành động gì? Đó. À, hành động mà để tạo ra doanh số lợi nhuận là hành động gì các anh chị? Đó là gì? Đó là thứ nhất bán hàng Cái thứ hai đó là marketing Cái thứ ba đó là chăm sóc khách hàng các anh chị Và thêm nữa đó là gì đó là mình gia tăng giá trị bản thân của mình lên để mình trao cho khách hàng đó các anh chị ơi à, chứ không phải là một số anh chị chúng ta thường là sao thương hiệu không có tới các anh chị à, thương hiệu không có tới các anh chị thường hay nghe là gì à tập trung vào tiền bạc thì sẽ thu hút tiền cái xong rồi buổi sáng học dung xong À, ngồi thiền tập trung mục tiêu của mình hình dung tưởng tượng à, rồi sao à, tập trung vào mục tiêu rồi thấy là hình dung à, tiền cộng về tài khoản xong cảm xúc dạt dào luôn à, cảm xúc là dâng trào luôn các anh chị à, xong rồi cảm xúc xong á thì thấy là nguồn lực quá trời luôn thấy khách hàng gọi điện nhắn tin cho mình quá trời nhưng mà các anh chị lại sao ạ các anh chị lại rung, các anh chị lại sợ à, các anh chị thấy người ta gọi điện thì mình lại sao ạ mình chỉ có ngồi dám nhắn tin thôi. À chị có mua không? Mua thì em gửi hồng thôi. <laughs> các anh chị không có nghĩ tới cái hành động, các anh chị không có nghĩ tới cái hành động tạo ra tiền các anh chị. À các anh chị phải hiểu rằng cái hành động để tạo ra tiền trong kinh doanh đó là gì? Đó là chăm sóc. Đó là bán hàng, đó là marketing, đó là gia tăng cái giá trị nội tại lên và trao cho khách hàng nhiều hơn. À, nhưng mà cuối cùng mình không làm cái việc gì trong những cái việc đó hết mà suốt ngày cứ ngồi chờ là à cái tiền của mình á nó phải gia tăng cơ và đó là về kinh doanh nha các anh chị được không ạ rồi cũng không có nâng cao cái tư duy của mình lên nhưng mà cứ đòi cái tiền của mình gấp đôi không à cứ muốn là tiền của mình gấp đôi cứ muốn là mục tiêu tài chính của mình gia tăng gấp đôi các anh chị ha à, vậy thì à, quy luật cho nhận là sao ạ quy nhật luật cho nhận bây giờ các anh chị muốn nhận một cái khoản tiền lớn à, thì những cái gì mà các anh chị nhận được thì đúng bằng cái tư duy gốc rễ cũng với giá trị trao cho cộng đồng. Cho nên nếu như mà các anh chị muốn thu hút tiền nhiều như hơi thở, các anh chị cần phải tập trung vào tiền bạc thì các anh chị mới thu hút tiền. À, và nếu như mà các anh chị đang kinh doanh thì các anh chị phải tập trung vào những cái hành động để mà tạo ra cái doanh số. Tạo ra cái lợi nhuận các anh chị Đúng không ạ Và thông qua cái việc mà các anh chị có những cái hành động đấy Thì vũ trụ sẽ đem đến cho các anh chị Những cái đơn hàng à, Và những cái người khách hàng à, Dễ tính, dễ chịu, dễ chiều, Hỏi nhanh, mua nhanh, chuyển khoản nhanh Các anh chị trời ơi có tuyệt vời không ạ Đấy ừ. Vậy thì những cái điều đó Nó giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu các anh chị nhé Đúng không ạ à, Và các anh chị cần phải có những cái hành động mỗi ngày À, các anh chị cần phải có những cái việc mà mình lên kế hoạch mỗi ngày à, giống như là bây giờ ngày hôm nay các anh chị phải lên kế hoạch là ồ hôm nay các anh chị phải gọi cho khách hàng nào của mình à, mình lên mình hẹn cho khách hàng của mình cái cuộc gọi nào à, cuộc gọi nào rồi rõ ràng chi tiết cụ thể luôn mấy giờ mấy giờ mấy giờ các anh chị được không ạ À, cho nên là mình cần phải có những cái lịch trình cụ thể để mà mình tập trung vào cái việc mà mình gia tăng được doanh số, gia tăng được lợi nhuận trong cái hoạt động và công việc kinh doanh của mình các anh chị nhé. Đúng không ạ? Rồi, Thanh An mời các anh chị uống nước nha. Rồi, đoạn này chúng ta hiểu chưa ạ? Và có một cái điều như thế này nè. À, đôi khi là chúng ta làm những cái việc hàng ngày á. Cái việc mà các anh chị chăm sóc khách hàng, các anh chị bán hàng, các anh chị marketing á. Đôi khi á, nó không đến từ cái người khách hàng này đâu các anh chị. Mà nó lại đến từ cái người khách hàng khác. Nó về với mình các anh chị nhé. À, và có một cái điều tuyệt vời đến như thế này nè. À, các anh chị hãy luôn luôn tin tưởng vào những cái nguồn lực của vũ trụ. Và khi mà các anh chị... À, à, Uh, liên tục liên tục liên tục hành động á những cái nguồn lực của vũ trụ nó sẽ đem đến cho các anh chị vô tận luôn các anh chị nhá, được không ạ? chứ bây giờ thà năng nói với các anh chị này, các anh chị chị ngồi á à, mà hình dung tưởng tượng từ sáng đến trưa đến chiều đến tối rồi cuối cùng lại bắt đầu suy nghĩ cũ hành động cũ mà lại yêu cầu cái kết quả mới thì cái đó làm sao mà có được các anh chị, được không ạ? và các anh chị nhớ này những cái hành động gì mà nó giúp cho các anh chị có được cái kết quả ngày hôm nay thì nó sẽ không giúp cho các anh chị có những cái kết quả lớn hơn trong tương lai được được không ạ các anh chị phải có những cái hành động để hút tiền trong kinh doanh đó là gì đó là phải marketing đó là phải quảng bá đó phải bán hàng đó phải chăm sóc khách hàng và đó phải là gia tăng cái giá trị nội tại của bản thân mình lên Đúng không ạ à, và những cái điều đó nó mới giúp cho các anh chị thu hút tiền được chứ không phải chỉ có cái việc mà các anh chị ngồi hình dung tưởng tượng rồi ngồi cầu nguyện và viết lòng biết ơn không đâu có những anh chị viết lòng biết ơn 10 điều thôi nhưng mà đã thu hút được tiền rồi nhưng mà có những anh chị viết trăm điều không thấy tiền đâu hết các anh chị bởi vì sao bởi vì là các anh chị thường hay bị lạm dụng các anh chị à, tha năng nói ở đây là lạm dụng tức là sao ạ à, có thể là các anh chị biết các anh chị hiểu hiểu có chưa tới một hiểu có 0.5 mà các anh chị. Hiểu chưa tới các anh chị ha. Hiểu chưa tới các anh chị. các anh chị phải liên tục tập trung vào những cái hành động giúp cho các anh chị tạo ra tiền và kết hợp với cái việc mà các anh chị có mục tiêu kết hợp với các anh chị là sao ạ các anh chị sống như thế đã đạt được rồi thì khi mà cái nguồn lực tới các anh chị nắm bắt những cái nguồn lực và các anh chị hành động thì các anh chị sẽ tạo ra cái kết quả các anh chị nhé tại vì sao mà có những anh chị mà khi mà ngồi học tiền nó vẫn về bởi vì trước đó chị đã gieo rồi các anh chị được không ạ có nhiều anh chị đến hỏi với thanh an như thế này chứ. em ơi có cách nào ngồi mà tiền nó vẫn về không À, ra phải hành động các anh chị, các anh chị phải hành động, à, các anh chị phải hành động thì các anh chị mới có cái kết quả được. À, và các anh chị đã đọc cái cuốn sách người giàu có nhất thành Babylon chưa ạ? À, chương đựng thân may mắn, nó rằng là gì? Các anh chị phải có cái hành động, thì thông qua cái hành động đó, vũ trụ mới mang nguồn lực đến giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu, đúng không ạ? À, cho nên là sao? Cho nên là các anh chị cần phải hành động liên tục mỗi ngày và may mắn á là nó sẽ gặp nó sẽ đến từ những cái người mà họ có được cái sự chăm chỉ các anh chị được không ạ chăm chỉ hành động và nỗ lực mỗi ngày đấy cho nên là có nhiều anh chị chúng ta chưa hiểu à, tới nơi học một nhưng mà hiểu <laughs> 0.2, 0.3, 0.5 chưa hiểu tới nữa các anh chị ha. đó là gì đó là mình rất là lạm dụng cái việc mà mình sử dụng mà lòng biết ơn cũng như là mình sử dụng các cái quy luật của vũ trụ. Mình ngồi mình cầu nguyện không rồi không có hành động các anh chị ơi. Bây giờ mà vũ trụ mà biết nói, vũ trụ xuống nói với các anh chị vừa phải thôi <laughs> đúng không các anh chị bây giờ các anh chị muốn qua sông thì phải bắt cầu kiều chứ bây giờ các anh chị muốn qua sông mà các anh chị cứ hình dung là hai cái bờ nó sát nhập với nhau rồi mình bước qua một cái làm gì có cái chuyện đó được các anh chị ơi mình mà cứ ngồi như vậy thì nó tới mù quýt các anh chị đấy nhiều anh chị cứ nói là, em ơi có câu nói phép màu nào câu nói nhiệm màu nào thuốc tiền bay cho chị để chị đọc Ừ. Có nhiều người tại sao mà đọc câu nói phép màu đó Họ thu hút được tiền trăm, tiền triệu, tiền tỷ luôn Nhưng mà có những người ngồi Đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài Không thu hút được nữa à, Anh chị có tốt nghiệp được cái chỗ này không ạ à, Và các anh chị hiểu như thế này nè Khi mà chúng ta có được cái sự Tập trung về tiền bạc Đúng là các anh chị tập trung về cái mục tiêu Về tài chính của mình Các anh chị tập trung vào cái bức tranh của mình và đặc biệt là mình phải tập trung vào những cái hành động để thu hút tiền về những cái hành động để tạo ra tiền vậy thì khi mà cái hành động của các anh chị nó càng mạnh mẽ bao nhiêu nó càng lớn bấy nhiêu á thì cái dòng tiền của các anh chị nó sẽ càng lớn đến bấy nhiêu đúng không ạ à, giống như là sao giống như là khi mà thanh an chia sẻ với các anh chị là thanh an đang tập trung vào cái nội dung chia sẻ của mình à, những anh chị mà đang lắng nghe live stream của thanh an thanh an đang chia sẻ À, đang rất là tập trung chia sẻ cho các anh chị cái nội dung này Đúng không ạ à, Và trong cái lúc á, mà Thanh An chia sẻ như thế này nè Mình vẫn liên luôn liên tục là tập trung và nghĩ tới cái mục tiêu của mình các anh chị nhé à, Rồi khi mà buổi sáng thức dậy thì sao ạ Thì mình bỏ ra quyết định cho ngày mới À, mình uh, viết lòng biết ơn rồi mình liên tục hình dung về cái mục tiêu của mình và sau đó thì làm sao ạ sau đó thì mình liên tục có những cái hành động để giúp cho mình gia tăng doanh số gia tăng lợi nhuận ấy à, mình lên lịch với những khách hàng nào thì mình sẽ gọi điện với khách hàng đó cho ngày hôm nay rồi mình lên những cái chiến lược marketing làm sao để mình trao giá trị đến cho cộng đồng nhiều hơn đấy rồi mình rep tin nhắn, mình chat tin nhắn, rồi mình lên những cái cuộc gọi buổi chiều. và thanh an cũng có những cái khoảng thời gian riêng của mình để mình gia tăng cái giá trị nội tại bản thân của mình, các anh chị ha. đó là mình đọc sách nè, mình ghi chép livestream nè, mình học những cái buổi thuyết giảng của những người thành công này, các anh chị. để làm gì? để mình có thêm những cái giá trị, mình có thêm những cái kiến thức, mình có thêm những cái tâm nhìn và mình khai mở cái tư duy của mình ra, các anh chị. được không ạ? chứ đâu phải là thanh an rắc bụi phép màu xong á à, thì rắc bụi phép màu chúc các anh chị ngày mới trang đầy năng lượng xong sau đó đi ngủ để bảo tàng năng lượng đâu các anh chị à, đâu phải đi ngủ để hình dung tưởng tượng đâu đúng không ạ rồi thanh an xin gửi lời chào đến chị hồng liên nha à, rồi xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream nha đúng không ạ rồi mời các anh chị uống nước nha Đấy. Các anh chị hiểu được cái chỗ này không ạ? Có một số anh chị nói với Thanh An như thế này nè. Em ơi, chị cái mục tiêu 30 ngày của chị đang không có đạt được em ơi. Đấy, thế thì Thanh An cũng ngồi mình hỏi. Trong vòng 30 ngày qua chị làm những cái việc gì? Mình cũng háo hức mình nghe xem thử là chị ấy kể là chị ấy làm những cái việc gì trong ngày thì chị ấy kể là sao à, buổi sáng thì bốn giờ ba chị dậy chị dung à, cùng với mọi người yes, rất là tuyệt vời à, sau rồi dung xong thì chị đưa con đi học đi chợ Đấy, một người mẹ và một người vợ rất là mẫu mực đúng không ạ à, rồi khi mà về xong thì nấu ăn cơm <laughs> nấu ăn cho gia đình nấu ăn cho gia đình sau á thì giặt dụng rửa chén rồi xong tới cái khung giờ dung trưa à thôi vô dung trưa học rồi dung trưa xong á à, thì à, à, chị làm một giấc, <laughs> làm một giấc ngủ các anh chị. đấy, à, bởi vì sao? bởi vì là dậy sớm nên trưa buồn ngủ quá. À, rồi xong rồi cái 4 giờ chiều thì dậy đón con đi học về. xong rồi hỏi đón con đi học về làm gì nữa chị? cho à, cho con à, tắm rửa rồi cho con ăn uống. À, rồi xong sau đó là chị cho con dạy cho con học bài rồi sau đó 8 giờ vào dung của liên minh câu lạc bộ <laughs> đấy thế thì thanh an cũng hỏi chị ấy rằng là chị ơi cho em hỏi là trong một ngày cái hành động nào là cái hành động uh, giúp cho chị tạo ra tiền của chị đâu nói em nghe xem này chị ấy nói rằng là học dung em à học dung mà. chưa tạo ra tiền đâu các anh chị học dung là đang giúp cho mình gia tăng cái tư duy cái kiến thức cái trí tuệ nhưng mà bây giờ gia tăng cái tư duy Cái kiến thức nhưng mà mình không hành động Thì mình à, làm sao mà có kết quả đây các anh chị Bây giờ mình học Để mình đi đôi với hành mà Chứ bây giờ mình chỉ có học không Mình không có hành thì kết quả đâu ra các anh chị ơi Đúng không ạ à, Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị Chúng ta có thể hiểu được cái điều này Có thể là cùng comment tôi ạ Cứ nghĩ rằng là học dung là tìm về Đúng không Anh chị ơi các anh chị hãy hiểu đúng Hiểu rõ dùng thanh an nha Đúng không ạ Chúng ta hãy hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu kỹ. Những cái ý mà sâu xa mà Thanh An cũng như là các anh chị trong Liên minh Câu lạc Bộ chia sẻ cho các anh chị. À, mình thường hay nói là chép live stream tiền về. nó là cái gì? À, đôi khi mình cứ hay hiểu nhầm rồi mình cứ đè cái live stream mình à, chép các anh chị à, chép từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều xong rồi sau đó là à, đi đón con rồi đi nấu nước rồi giặt dũ các thứ các kiểu. Đấy xong rồi cái đề cái buổi dung học cho đã đời à, nhưng mà sao nhưng mà hành mới ra tiền các anh chị ơi hành động mới giúp cho các anh chị ra tiền chứ còn nếu như mà mình hiểu không đúng thì không ra kết quả đâu các anh chị nhé đúng không ạ à, tại sao mà có những anh chị mà học dung này chép livestream stream tiền của họ về rất nhiều bởi vì sao bởi vì tại những cái lúc mà người ta hành động các anh chị đâu có thấy đâu các anh chị chỉ thấy những cái kết quả bề nổi là cái hành động của người ta về là tiền về trong lúc học dung thôi đúng không ạ ừ, có phải là những anh chị nào mà chúng ta à, về tiền trong cái lúc học dung có phải là các anh chị có hành động không ạ à, có hành động không các anh chị hay là à, hồi giờ mình chỉ vô mình ngồi rồi mình à, đặt mục tiêu xong rồi mình ghi chép livestream không thôi à, các anh chị có thể là trả lời cho thanh an à biết được không ạ À, để mà cho mọi người hiểu đúng ở đây cái câu chuyện ở đây các anh chị nhé chứ không thôi là mình bị hiểu lầm các anh chị mình bị, mình bị hiểu lầm là sao cứ để live stream ra chết học dung nhưng mà cuối cùng là không có hành động gì cả các anh chị những cái người mà có kết quả họ hành động rất là nhiều luôn các anh chị ơi họ hành động rất là nhiều họ tương tác với khách hàng mỗi ngày họ chăm sóc khách hàng mỗi ngày các anh chị đúng không ạ À, và có những và ngày mai thì ngày mốt và chúng ta sẽ học những một cái quy luật lớn tiếp theo đó chính là quy luật nhân quả và nhân quả phát biểu rằng là gì có gieo thì có gặt không gieo thì không gặt các anh chị và đã gieo thì chắc chắn gặp gặt và đã gặt thì gặt gấp nhiều lần gieo vậy thì các anh chị cần phải hiểu này ngày hôm nay các anh chị học dung các anh chị gia tăng kiến thức các anh chị gia tăng cái tư duy để làm gì các anh chị hình dung tưởng tượng cái mục tiêu của mình, các anh chị sống như thể đã đạt được rồi, các anh chị ra quyết định về cái kết quả mà các anh chị mong muốn, thì khi đó vũ trụ sẽ mang nguồn lực cho các anh chị đến và khi mà vũ trụ mang nguồn lực cho các anh chị đến, các anh chị có năng lực, các anh chị phải nhớ là các anh chị có năng lực, các anh chị nắm bắt những cái nguồn lực đó. À, và nhờ các anh chị có những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái kỹ năng thì khi mà các anh chị hành động nó mới giúp cho các anh chị đạt được cái kết quả được đúng không ạ? chứ bây giờ mình học không mà không hành không được hành không mà không học cũng không xong các anh chị nhé hành bao nhiêu năm nay rồi đúng không ạ? À, rồi ngày hôm qua thì các anh chị cũng thấy đó là gì? các anh chị rất là hiền lành nhưng mà các anh chị không có trí tuệ thì nó chỉ là hiền nhu nhược thôi các anh chị các anh chị chỉ có cái sự hiền lành thôi À, Hiên lành à, không có trí tuệ cộng với cái sự nhiệt tình nữa thì ra sao ạ? À, là thành phá hoại các anh chị nha, đúng không ạ? À, cho nên là sao? Cho nên đó là các anh chị cần phải nâng cao cái sự hiểu biết của mình lên. À, rồi nếu như mà bây giờ các anh chị chỉ hành không thôi mà không có học á <laughs> thì sao ạ? À, thì cũng không có giúp cho các anh chị thay đổi được cái kết quả. Mà chúng ta phải song song hai cái vừa học vừa hành học đi đôi với hành mà các anh chị đúng không câu này chúng ta được học từ hồi nhỏ rồi đúng không ạ và thanh an cũng biết là có một số anh chị chúng ta hiểu chưa có đúng cho nên là thanh an cũng chia sẻ cho các anh chị để mà chúng ta hiểu một cách đúng đắn các anh chị nhé đồng ý với các anh chị là chúng ta có những cái bí kíp để thu hút tiền và đó là cái cách mà chúng ta đang tập trung vào cái việc mà tập trung vào cái kết quả tài chính tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta À, và và các anh chị thực hiện những cái hành động giúp cho các anh chị tạo ra tiền các anh chị nhé đúng không ạ ừ. có nhiều anh chị nói là em ơi tháng này chị tập trung lắm à, chị tập trung làm hình dung tưởng tượng tập trung cái bức tranh lắm nhưng mà chị vẫn không đạt được mục tiêu <laughs> hỏi ra thì phải biết là đâu có cái hành động gì để tập trung vào cái mục tiêu đâu đúng không ạ khi mà các anh chị kể ra, thanh an mới biết là hóa ra là các anh chị tưởng là các anh chị làm thì cũng là làm á, nhưng mà làm những cái mà không có hướng tới cái mục tiêu của mình thôi các anh chị, đúng không ạ? đấy. cho nên những anh chị nào mà chúng ta đang kinh doanh, hay là những anh chị nào mà chúng ta đang đi làm thuê đi chăng nữa, à, thì chúng ta nhớ cái điều này các anh chị nhé. đó là gì ạ? đó là phải có hành, phải có hành động cụ thể rõ ràng và liên tục mỗi ngày cộng với cái kiến thức, cộng với cái kỹ năng. và cộng với cái việc mà các anh chị phát triển tư duy gia tăng cùng với Liên Minh Câu lạc bộ nữa. Và cộng với cái việc mà các anh chị sử dụng công cụ sức mạnh tiềm thức. Thì các anh chị sẽ đi nhanh hơn so với những cái người mà họ chưa biết rồi. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì trước khi các anh chị làm, các anh chị đều ra quyết định cho cái kết quả mà mình mong muốn trước. Các anh chị đều quyết định cái kết quả mà mình mong muốn trước. À, cho nên là sao Cho nên là các anh chị luôn luôn có được Cái bức tranh Luôn luôn tập trung được cái kết quả mà mình mong muốn Cho nên các anh chị có những cái kết quả lớn hơn, nhanh hơn Đúng không ạ Rồi Thanh An xin gửi lời chào đến Miss Harvey nha Cảm ơn Miss Harvey rất là nhiều Rồi Thanh An cũng xin gửi lời chào đến Tất cả các anh chị đang xem livestream nha Đúng không ạ Và các anh chị thấy này Tại sao có những người hút hoài không được nhưng mà có những người mà ứng dụng một phát đó, đó là sao? Là hút về những cái món quà lớn Những cái giá trị lớn liền luôn các anh chị Bởi vì sao? Bởi vì họ hành rất là nhiều các anh chị Họ hành động rất là nhiều Họ cũng có những cái khoảng thời gian Để mà họ chép live stream Họ tham gia zoom, Họ tham gia đầy đủ những cái buổi dung Và sau đó là họ dành ra cái thời gian Để mà họ hành động Họ quyết liệt, họ làm Và đối với trong kinh doanh thì là gì ạ? Đó là marketing, đó là bán hàng đó là chăm sóc khách hàng được không ạ? Đấy và liên tục gia tăng giá trị nội tại của bản thân mình lên. Được không các anh chị ơi? Ừ. bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta hiểu rồi có thể là cùng comment tôi được không ạ? Rồi, các anh chị hãy cùng comment tôi các anh chị nhé à, và hiểu thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ và hiểu chính xác nha các anh chị. À, được không ạ? À. Rồi, xin chào mấy Hà Vy, cảm ơn mấy Hà Vy rất nhiều. Được không ạ? Đấy. À, cho nên là sao cho nên là các anh chị nhớ này cái gì tập trung cái đó mở rộng và các anh chị hãy tập liên tục tập trung vào những cái hành động giúp cho các anh chị tạo ra cái kết quả các anh chị nhé được không ạ và cái cách mà chúng ta ứng dụng quy luật tập trung đó là như thế nào các anh chị quy luật tập trung phát biểu rằng là cái gì tập trung cái đó mở rộng đúng không ạ đấy vậy thì mỗi ngày này chúng ta cũng cần phải dùng cái sự tập trung của mình vào cái sự tốt đẹp và cái sự tích cực các anh chị nhé và tập trung vào những cái hành động tạo ra tiền các anh chị Đúng không anh chị ơi. Và mỗi ngày á các anh chị chỉ nên tập trung và dành thời gian ra cho những người tích cực thôi các anh chị. Những con người tích cực, những cái điều tích cực và tốt đẹp. chứ đừng chứ đừng dành thời gian ra cho những người mà không có tích cực các anh chị nhá. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải bảo vệ cái tâm trí, bảo vệ cái suy nghĩ và bảo vệ cái năng lượng của mình. Và cái trường năng lượng của mình ở nhà các anh chị nhá. Đúng không ạ? À, và khi mà cái trường năng lượng của các anh chị nó bị ảnh hưởng bởi những cái điều mà nó chưa được tích cực á, nó cũng sẽ kéo, à, nó cũng sẽ kéo những cái điều, à, nó sẽ kéo cái năng lượng của các anh chị đi xuống và hầu như là những cái ngày đó các anh chị cũng không muốn làm gì cả, đúng không ạ? đấy à, và các anh chị nhớ này những cái ngày nào mà các anh chị thấy là cái kết quả của mình á, nó đang có chưa được ok, tự nhiên mình thấy ủa bên ngoài mình đang thu hút những cái điều gì mà nó đang có chưa được tích cực, đang chưa có được tốt đẹp ấy mình phải xem lại à những ngày gần đây mình đang cho năm giác quan của mình đang làm cái điều gì à, mình đang nghe cái điều gì mình đang thấy cái điều gì mình đang thích cái điều gì mình đang cảm nhận cái điều gì à, và mình đang nói chuyện mình đang tiếp xúc với cái điều gì các anh chị đúng không ạ đấy và cái kết quả bên ngoài nó sẽ biểu hiện là gì à hết cái chuyện này đến chuyện kia nó đến với mình không thuận lợi các anh chị không thuận lợi các anh chị nhé đúng không ạ À, vậy thì các anh chị nhớ này nếu như mà mình đang chưa đạt được cái kết quả mà mình mong muốn thì mình cũng hãy xem là mình có đang tập trung vào những cái hành động tạo ra những tạo ra tiền hay không mình có tập trung vào những cái việc mà giúp cho mình hút tiền hay không các anh chị những cái hành động nào đang giúp cho các anh chị tạo ra cái kết quả được không ạ à, đây là thanh an đang nói với những anh chị đang đi kinh doanh nha À, còn đối với những anh chị mà đi làm thuê Thì sao ạ Thì chúng ta đang có công việc của mình Chúng ta cũng phải là tập trung toàn tâm, tâm toàn ấy à, Làm tốt cái công việc à, Làm tốt cái nhiệm vụ của mình à, Và làm tốt cái nhiệm vụ của mình Bằng tất cả cái tình yêu thương và lòng biết ơn Đối với công việc của mình các anh chị nhé Đúng không ạ à, đặt không làm thì thôi để Làm thì làm cho tới các anh chị nhé Đúng không ạ Chứ còn làm mà nửa vời Làm mà hời hợt Làm mà không tập trung Thì không được các anh chị À, làm mà cũng trách móc, làm mà cũng không biết ơn ấy. thì thôi đừng làm được các anh chị, được ạ? À, chứ đừng có dối lòng nữa các anh chị nha, Được không ạ? À, mình làm công việc của mình 8 tiếng mà mà. Mình làm những công việc 8 tiếng thôi mà các anh chị, nếu như mà các anh chị đang ở những cái trạng thái mà không có thích, không có tích cực không có tốt đẹp thì các anh chị đang dành phần lớn thời gian để thu hút những cái điều mà không tốt đẹp đến với mình mà. À, thậm chí những anh chị là chúng ta cũng à, rất là kiểu như là à, nói rằng là à, Em ơi chị rất là mê cái công việc của chị à, Chị nhìn thấy được cái tầm nhìn, chị nhìn thấy được cái sứ mạnh của à, chị đang làm Nhưng mà tại sao chị thấy toàn thu hút những cái người mà họ không có sống thật với chị <laughs> à, Chị thấy thu hút toàn những người thảo mai Đấy, trời ơi. và khi mà các anh chị biết về luật hấp dẫn thì các anh chị hiểu được bản chất của sự việc các anh chị nhé à, bản chất của sự việc họ nói thì là họ nói như vậy đấy nhưng mà mình hãy nhìn cái kết quả các anh chị được không ạ và có một cái câu nói của uh, của của một người thành công rất là nổi tiếng như thế này này đó là gì đó là thế giới không tin vào những cái gì bạn nói đâu thế giới chỉ tin vào cái kết quả của bạn là gì thôi đúng không ạ đấy cho nên là sao cho nên là các anh chị cần phải quan sát mình xem xem thử là à mình đang làm cái công việc ấy mình có đang thực sự biết ơn mình có đang toàn tâm toàn ý hay không các anh chị còn nếu như mà bây giờ các anh chị không có toàn tâm toàn ý các anh chị không thích không đam mê cái công việc của mình làm á thì thì các anh chị nhớ chúng ta đang dành cái thời gian đó cho công việc là 8 tiếng không vui, không happy, không thế này, không thế nọ Không thế kia Các anh chị đang mang cho mình một cái trường năng lượng Không tích cực, không vui vẻ Và nó kéo dài trong vòng suốt 8 tiếng luôn các anh chị Rồi các anh chị cũng không có năng lượng Không có muốn làm cái gì hết Và các anh chị cứ thu hút những, Các anh chị cứ ở trong cái trường năng lượng đó Thì các anh chị thu hút những cái điều không tích cực Đến với mình thôi Thế thì để làm cái gì đâu các anh chị Đúng không ạ à, Vậy thì chẳng thà mình cứ thẳng thắn với nhau các anh chị thẳng thắn với nhau. thôi em không có làm nữa, <laughs> em xin phép nghỉ việc, đúng không ạ? Thì sếp cũng làm cái tiệc nhỏ nhỏ chia tay các anh chị thôi, đúng không ạ? Và các anh chị nhớ này, nếu như mà các anh chị không có làm nhiệt huyết, không có làm nhiệt tình á, thì lương ở đâu ra? Làm sao mà các anh chị cứ đòi tăng lương cho được? Lương ở đâu ra mà tăng các anh chị, đúng không ạ? Và đặc biệt những anh chị nào mà đang kinh doanh nữa. Nếu như mà bây giờ các anh chị đang kinh doanh mà các anh chị không tập trung vào những cái việc ra tiền á, thì các anh chị đừng hỏi tại sao mà các anh chị không đạt được cái doanh số và lợi nhuận giống như mình mong muốn các anh chị nhé Và đó là quy luật cân bằng thôi các anh chị. Và vũ trụ này cũng rất là công bằng đấy các anh chị ơi. Vũ trụ này không vận hành theo cái kiểu là à tôi thích cái điều đó, tôi, tôi muốn cái điều đó thì vũ trụ cho mình cái điều đó đâu các anh chị. Đúng không ạ? Vũ trụ không có vận hành theo điều đó. Ông Nền thằng nói rằng là gì? mệnh lệnh của ngài, à mong muốn của ngài là mật lệnh của tôi. Mong muốn của ngài là vũ trụ à, là mật lệnh đối với vũ trụ này. Và ngay bây giờ, ngay lúc này à, ngài đang mong muốn điều gì đúng không ạ? Và khi mà các anh chị uh, ra cái mật lệnh thì ông sẽ mang đến. Quan trọng là các anh chị có đủ cái 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 năng lực, có đủ cái kiến thức, có đủ cái tư duy để nắm bắt cái nguồn lực đó và giúp cho các anh chị triển khai thành cái kết quả của mình hay không thôi. Đúng không ạ? Chứ không phải là biến hô biến là cái kết quả đó trên tay của mình đâu. Không phải là các anh chị mong muốn là cục tiền trăm triệu, trăm triệu nó rớt vào đầu các anh chị từ trên trời rơi xuống đâu các anh chị nhé. À, mà vũ trụ chỉ mang đến cho các anh chị cơ hội và các anh chị nắm bắt, các anh chị triển khai tới nó các anh chị nhé. Và các anh chị hãy biến nó trở thành cái kết quả bên ngoài của mình nha các anh chị. Đúng không ạ? Đấy cho nên là các chị cần phải liên tục à, nói với chính bản thân mình đó là gì đó là mình cần phải tập trung vào những cái điều tốt đẹp tích cực và mình tập trung vào những cái à, điều khiến cho mình tiến lên các chị nhé và mình cũng chỉ tập trung vào những cái người mà giúp cho mình là sao là tiến lên thôi nha các chị đúng không ạ đấy à, và À, chúng ta cũng sẽ là sao Tập trung vào những cái hành động Vào những cái lời nói Vào những cái điều mà giúp cho các anh chị Tiến tới cái mục tiêu của mình thôi các anh chị Được không ạ Rồi mời các anh chị uống nước nha rồi và khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì uh, câu lạc bộ cũng đang khuyến khích các anh chị uh, là sao uh, là luôn luôn tập trung vào những cái điều tốt đẹp và tích cực các anh chị nhé uh, cũng khuyến khích các anh chị là sao uh, là tập trung vào những con người là uh, tích cực nhé uh, khuyến khích các anh chị là bảo vệ năm cái giác quan của mình nghe đọc nghĩ cảm nhận nói chuyện với những con người tích cực các anh chị và liên tục nhắc nhở các anh chị đó là gì à nếu như mà bây giờ các anh chị đang chưa thành công á thì mình cũng cần phải làm cái này làm cái này làm cái này để mà mình tạo ra được cái kết quả giống như mình mong muốn được còn nếu như á mà bây giờ các anh chị á, muốn cái kết quả như thế nhưng mà cái hành động của các anh chị đang không hỗ trợ cho cái kết quả đó thì làm sao mà có cái kết quả được các anh chị đúng không ạ à, và các anh chị thấy hiểu được cái lý do tại sao mà câu lạc bộ nhắc nhở cho các anh chị chưa à À, ngày xưa các anh chị thường hay nghĩ đó là gì gặp người thành công chắc là chưa dễ xíu nào đúng không ạ à, và thậm chí là mình cứ nghĩ rằng là À gặp người thành công đó. nói à, mình người ta nói à, họ không có hiểu à, họ nói mình không có hiểu nhưng mà khi mà các anh chị phát triển cái tư duy của mình lên các anh chị tham gia vào những môi trường à, tham gia vào môi trường phát triển của liên minh các câu lạc bộ tri thức và sách các anh chị gặp gỡ những anh chị thành công thật sự à, họ lên họ chia sẻ những cái câu chuyện ăn mừng thành công với mình, họ chia sẻ cái hành trình trong cái quá trình họ ứng dụng cũng như là những cái kết quả họ gặt hái được trong cái quá trình họ đi và họ phát triển. À vậy thì khi mà các anh chị nghe được những cái câu chuyện đó, các anh chị có gia tăng được cái niềm tin của mình lên không, các anh chị? Và các anh chị cũng được gia tăng cái niềm tin của mình lên rất là nhiều thông qua những cái câu chuyện ăn mừng thành công của câu lạc bộ thì các chị có thể là cùng comment một ngàn được không ạ? Đấy. Có thể là ban đầu các anh chị vào môi trường câu lạc bộ, các anh chị nghe những cái gì mà câu lạc bộ chia sẻ cho các anh chị, nhưng mà các anh chị chưa hiểu lắm, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị ghi nhận, các anh chị dần 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 là các anh chị phát triển lên mỗi ngày, thì các anh chị cũng đã bắt đầu là hiểu được cái ngôn ngữ của người thành công đó là gì chưa các anh chị? Đúng không ạ? Trước rồi mình cứ nghe nó cứ lùng bùng, lùng bùng, lùng bùng sao? Nhưng <laughs> mà mình không có hề bỏ cuộc, đúng không ạ? À, mình vẫn kiên trì, mình vẫn liên tục tiến lên Mình cũng nghe chép, nghe chép, nghe chép Và thậm chí là khi mà một thời gian sau Thì khi mà các anh chị học, các anh chị hiểu Các anh chị đọc, các anh chị phát triển lên Thì bắt đầu là các anh chị sẽ hiểu ra những cái ngôn ngữ với nhau đúng không ạ à, Giống như là gì, mình nói chuyện với nhau thì mình phải hiểu ngôn ngữ với nhau chứ à, Bây giờ Thanh An nói A, các anh chị hiểu B Các anh chị hiểu C, coi như là xong rồi đúng không ạ cho nên là để mà hiểu người thành công nói gì á là đơn giản nói là các anh chị cần phải hiểu là người ta suy nghĩ gì. Thì khi mà các anh chị hiểu được là người ta suy nghĩ gì thì khi mà người ta nói ra là các anh chị sẽ hiểu ngay. Còn bây giờ các anh chị đa phần là gì? Không biết là người thành công họ suy nghĩ gì. Cũng không biết là người thành công họ có những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc gì. Cho nên là thành ra là khi mà các anh chị nói chung với họ các anh chị cũng chẳng hiểu gì hết luôn. Đúng không ạ? Đấy. Đấy lúc đầu thì có thể là chưa hiểu nhưng mà sau đó thì các anh chị học tập các anh chị phát triển lên thì các anh chị dần dần các anh chị hiểu ra đúng không ạ vậy thì á khi mà các anh chị nghe một cái điều gì đó mà các anh chị chưa có hiểu á thì có thể là ban đầu các anh chị chưa hiểu đi nhưng mà các anh chị thấy nhiều người họ ứng dụng họ có kết quả thì đầu tiên là các anh chị cứ say Z trước đã đi các anh chị đầu tiên là các anh chị cứ say z trước đã các anh chị nhé rồi sau đó là mình học tập mình dần dần mình phát triển lên đúng không ạ và các anh chị thấy nè, nếu như mà bây giờ cuộc sống của chúng ta nó đang thu hút những cái điều chưa được tích cực á, đó, đó là các anh chị cần phải hiểu được rằng là do mình đang thu hút những cái điều chưa được tích cực và chưa được tốt đẹp các anh chị nhé. Và việc của mình đơn giản đó là gì? Đó là mình cần xoay chuyển cái sự tập trung của mình. Đúng không ạ? Xoay chuyển lại cái sự tập trung của mình đi các anh chị. Đúng không ạ? Đấy. Ừ. Các anh chị thay đổi lại cái sự tập trung của mình các anh chị nhé. Đấy, mà mình xoay chuyện các anh chị. Mình dùng tâm trí của mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp và tích cực và chỉ có những cái điều đó nó mới giúp cho cái uh, cuộc sống của các anh chị nó đi lên thôi. À, và các anh chị nhớ này, trong cùng một thời điểm á cái tâm trí của các anh chị nó không thể nào chứa được hai cái luồng cái suy nghĩ đâu các anh chị nhé. À, một cái tâm trí mà giàu lòng biết ơn thì không thể nào mà chứa cái sự vô ơn ở trong đó được. Đúng không ạ? Rồi, Thanh Anh xin gửi lời chào đến chị Song Thư nha. Hoa wow, chị có một cái tên rất là hay đúng không ạ? À rồi nhiều anh chị nói rằng là như em ơi chị chỉ có suy nghĩ tháng qua thôi thực ra tháng nào dính tháng nó cũng hút nữa các anh chị được không ạ các anh chị hiểu được cái chỗ này đúng không ạ cho nên là cái cách ứng dụng đầu tiên đó là các anh chị hãy tập trung vào những cái điều tích cực tập trung vào những cái điều tốt đẹp và kết giao với những người thành công kết giao với những người là tích cực mình nghe mình đọc mình học những cái điều tích cực và mình giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nhá đúng không ạ rồi, và cái tiếp theo là mình ứng dụng đó là gì? Đó là mình phải tập trung vào những cái hành động giúp cho mình đạt được cái mục tiêu. Đấy, được không các anh chị? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta ra quyết định là từ ngày mai à, chúng ta sẽ rèn luyện và chúng ta à, sẽ ứng dụng cái quy luật hấp dẫn này vào trong cái à, quy luật tập trung này vào trong cái cuộc sống của các anh chị. Đúng không ạ? À, cái gì tập trung cái đó mở rộng các anh chị nhé. À, vậy thì chúng ta cần phải tập trung cho năm giác quan của mình vào những cái điều tích cực tốt đẹp và những cái mục tiêu của mình và chúng ta sẽ liên tục kết giao với những người thành công và giàu có và mình cũng phải liên tục tập trung vào cái hành động giúp cho mình tạo ra tiền và các anh chị phải liên tục đặt ra câu hỏi này à trong cái công việc của mình cái hành động nào mà giúp cho các anh chị tạo ra doanh số tạo ra cái doanh thu nó là cái gì À, và trong kinh doanh này à, Đặc biệt những anh chị nào mà đang kinh doanh Thì ta đang gửi tặng nha Đó là gì ạ Đó là đối với những anh chị đang kinh doanh Thì đó là những việc Đó là gì Bán hàng này Marketing này Chăm sóc khách hàng Và gia tăng cái giá trị nội tại tư duy của mình lên được không ạ Còn nếu những anh chị nào mà chúng ta đang đi làm thuê ấy, Thì sao Thì chúng ta hãy toàn tâm toàn ý Với cái công việc của mình này các anh chị Đúng không ạ Các anh chị phải làm nhiệt huyết Với cái công việc của mình ấy Và đến cái mức này đến cái mức mà ai á mà nhìn thấy cái việc của các anh chị á họ đều phải thốt lên ờ, người nào là cái người làm cái công việc này tuyệt vời thế. Cái người xuất sắc nào đã làm được cái công việc này. Đó. Vậy thì khi đó thị trường sẽ trả cho các anh chị cái bất kỳ cái số tiền nào nha các anh chị nhá. Đúng không ạ? Và kinh doanh cũng như vậy. Nếu như mà bây giờ các anh chị liên tục Tập trung cái thời gian của mình càng nhiều vào trong những cái việc này Thì cái doanh thu, cái lợi nhuận của các anh chị nó sẽ càng ngày càng gia tăng à, Các anh chị sẽ tập trung vào những cái việc này Thì cái doanh số lợi nhuận của các anh chị nó sẽ càng nó phát triển các anh chị nhé à, Cũng là cái sự tập trung thôi Nhưng mà nếu như mà các anh chị tập trung nhiều thì lợi nhuận nhiều à, Còn những cái tập trung ít thì lợi nhuận ít thôi các anh chị Đúng không ạ? Chứ không thể nào mà tại sao trong cùng một cái công việc có những người thu nhập cao hơn nhưng mà có những người thu nhập nó ít hơn các anh chị. Đúng không ạ? À, vậy thì các anh chị nè, những cái người mà thu nhập cao hơn, anh chị hỏi thử xem thử họ đang làm công việc bao nhiêu tiếng lần này? À, và họ làm công việc với tâm thế như thế nào? Và khi đó các anh chị sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa họ và mình các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là không có cái gì là bất công đâu các anh chị. Không có cái điều gì là bất công trong cái cuộc đời này cả các anh chị nhé. Đúng không ạ? Cho nên là cái năng lực của mình ở đâu thì cái kết quả của mình ở đó. Đúng không ạ? Tầm ở đâu thì tiền tài ở đó các anh chị. À, tư duy ở đâu thì tiền tài ở đó các anh chị nhé. Đúng không ạ? Ok không các anh chị ơi? Và trong cái công việc đi làm thuê cũng giống như vậy. À, cái sự tập trung của các anh chị ở đâu thì cái năng lượng nó ở đó. Cái sự tập trung của các anh chị ở đâu thì cái uh, kết quả nó ở đó các anh chị nhé. Đúng không ạ? Rồi các anh chị đợi Thanh An chút nha à dạ rồi, ok các anh chị ha. À, vậy thì trong đối với cái công việc của mình á, mình phải liên tục làm việc bằng cả cái tâm của mình nha các anh chị. Đó, mình làm bằng cả cái sự nhiệt huyết các anh chị nhé. À, chứ bây giờ các anh chị đi làm mà các anh chị cứ suy nghĩ là ô là mình làm bao nhiêu cũng chỉ có trả từng đấy tiền thôi. À, thì đừng hỏi lý do tại sao mà làm hòa xếp không tăng lương nha các anh chị Đúng ạ à, Cho nên là các anh chị phải cùng nhau rèn luyện Và bắt đầu là sao ạ à, Từ ngày mai à, Hoặc là trong ngày hôm nay luôn à, Các anh chị cũng là sao ạ Thay đổi lại cái suy nghĩ Cũng như là thay đổi lại cái sự tập trung của mình đấy các anh chị Mình phải liên tục đặt cho mình một cái câu hỏi Đó là gì? Đó là cái hành động nào Nó đang giúp cho các anh chị tạo ra cái doanh thu mở rộng Cái hành động nào nó đang giúp cho các anh chị á ra những cái kết quả lớn hơn. À, và khi mà các anh chị tập trung vào những cái việc và những cái à, hành động giúp cho các anh chị gia tăng được cái doanh số, gia tăng được cái lợi nhuận mở rộng á, và các anh chị tập trung và dốc sức toàn tâm toàn ý trong những cái hành động đó, trong những cái việc làm đó thì các anh chị sẽ có được những cái kết quả vô cùng là vượt bậc các anh chị nhé. Và các anh chị cũng phải nhớ đó là gì, đó là mình cần phải liên tục cho năm giác quan của mình ăn những cái dinh dưỡng gì À, nhìn dưỡng ở đây đó là gì đó? đó là các anh chị đang cho nghe nhìn cảm nhận thấy cái điều gì các anh chị à, các anh chị cần phải cho liên tục năm cái giác quan của mình đó, nó được tiếp xúc nó được nghe được nhìn được thấy được cảm nhận những cái câu chuyện à, của những người thành công các anh chị cho cái tâm trí của mình nghe thật nhiều những cái câu chuyện của những người đã ứng dụng thành công đi trước các anh chị đâu ạ rồi, cái đó là cái thứ nhất, cái cách ứng dụng thứ nhất nha các anh chị nhé. Và cái cách ứng dụng thứ hai của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta phải liên tục tập trung vào những cái việc mà mình làm. Đúng không ạ? Chứ mình không thể nào là vừa làm cái việc này, vừa làm cái việc kia đâu các anh chị. Thường khi mà chúng ta làm mà không có được cái sự tập trung á, thì không có cái năng lượng dùng về các anh chị. Nếu như mà chúng ta không có tập trung thì làm sao mà cái năng lượng nó dùng về mà làm sao mà có tiền được các anh chị ơi. Đúng không ạ? và các anh chị phải rèn luyện cái điều này. Đó là gì? Đó là làm việc gì các anh chị cũng phải sống ở phải thấp tận ở hiện tại. Vậy thì khi mà các anh chị có được cái sự thấp tận đó, thì cái tâm trí của các anh chị nó mới ở thực tại thôi và trong cùng một thời điểm các anh chị cũng chỉ làm được có một cái việc thôi. Các anh chị tập trung toàn tâm toàn ý vào cái việc đó. Và các anh chị sẽ hướng về cái kết quả đó các anh chị nhé, được không ạ? Và khi mà các anh chị tập trung thì cái đó mở rộng thôi. Tâm của các anh chị ở đâu thì cái kết quả đó Tâm ở đâu thì tiền ở đó các anh chị nhé Tâm ở đâu thì cái sự tập trung ở đó nha các anh chị Đúng không ạ? Ừ. À, rất là nhiều người họ không hiểu được cái quy luật này Cho nên là sao? Cho nên là trong cái cuộc sống của họ Họ toàn thu hút những cái điều không được tích cực Và họ luôn thắc mắc là tại sao những cái điều không tích cực Đến với cuộc sống của uh, họ hoài à, Cho nên là những anh chị nào ở đây Và chúng ta biết về quy luật này á À, thì chúng ta hiểu rằng là nếu như mà đang có những cái điều gì mà nó đang không có được tích cực á, thì chúng ta né né ra nha các anh chị nhé được không ạ những cái điều gì không tích cực, không tốt đẹp á, thì mình né ra đi các anh chị. Và trong cuộc sống của các anh chị á, chúng ta phải biết ưu tiên, ưu tiên những cái điều á, mà giúp cho chúng ta đạt được. Và chúng ta cần phải liên tục đặt ra một cái câu hỏi cái việc gì đang giúp cho chúng ta tạo ra kết quả và chúng ta cần phải ưu tiên cái việc gì hàng đầu. À, ví dụ à, bây giờ trong chúng ta đều cần cái mục tiêu là tài chính là về sức khỏe, về mối quan hệ đúng không ạ à, vậy thì các anh chị đang ưu tiên cái gì đầu tiên đấy à. và trong các cái chương trình của Liên minh Câu lạc Bộ thì đều hướng dẫn cho các anh chị à, những cái cách để mà chúng ta liên tục tập trung về cái mục tiêu tài chính, mục tiêu sức khỏe và mục tiêu về mối quan hệ của chúng ta các anh chị nhé, và trong những cái buổi dung thì các anh chị cũng đều được hướng dẫn cho những cái thói quen à, để mà để mà chúng ta liên tục có được cái sự tập trung nha các anh chị, à, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị cần phải liên tục là làm sao ạ? Chúng ta tham gia vào môi trường câu lạc bộ để mà chúng ta rèn luyện những cái thói quen và đó cũng chính là những cái thói quen thu hút tiền đó các anh chị, đúng không ạ? Đấy và không phải là chỉ là mình là cứ thực hành những cái thói quen đó thì tiền nó sẽ tự thu hút về đâu mà khi mà mình thực hiện những cái thói quen đó mình rèn luyện những cái thói quen đó là gì là mình đang 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 rèn luyện mình thay đổi cái tư duy của mình đó à, từng cái thói quen là đang giúp cho các anh chị thay đổi cái tư duy của mình đó các anh chị ở à, mình khi mà mình thực hành những cái thói quen này này là mình đang gia tăng cái kiến thức cái tư duy cái giá trị nội tại của mình lên các anh chị đúng không ạ đấy và các anh chị nhớ này cái giá trị mình ở đâu ạ và cái việc mà các anh chị đang trao giá trị cho thị trường như thế nào á thì các anh chị nhớ này những cái gì mà tất cả những cái gì mà các anh chị nhận được thì đúng bằng cái gì đúng bằng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị anh chị trao cho cộng đồng đúng không ạ và khi mà hai cái vế này đủ các anh chị thì tự động tiền của các anh chị sẽ tự về tư duy cộng với cái việc mà các anh chị trao giá trị trao cho thị trường anh chị kinh doanh thì nó thông qua cái sản phẩm và dịch vụ của mình và tư duy tăng á, thì các anh chị có những cái buổi dung và live stream của câu lạc bộ nè à, vậy thì trao giá trị cho cộng đồng thì khi mà các anh chị kinh doanh thì các anh chị cũng đang có những cái sản phẩm dịch vụ các anh chị cung cấp ra cho thị trường đó các anh chị đang trao giá trị cho cộng đồng thông qua những cái sản phẩm dịch vụ của mình đó đúng không ạ các anh chị cần phải có một cái công việc để mà các anh chị trao cái giá trị ra cộng đồng nha các anh chị nhé đúng không ạ và khi mà các anh chị tham gia những cái chương trình buổi dung của liên minh các câu lạc bộ đó, đó là gì các anh chị muốn biến mình trở thành một cái thỏi nam châm thuốc tiền các anh chị phải biến mình trở thành một người có giá trị và trao giá trị ra cộng đồng để các anh chị. Các chị bắt đầu tạo ra cái giá trị đi các anh chị nhá. Các chị học tập, các anh chị ứng dụng, các anh chị thấy hay quá. À các anh chị thấy được rằng là cái tư duy của mình nó bắt đầu gia tăng lên. Các anh chị thấy được là bản thân của mình nó cũng có giá trị hơn thì các anh chị hãy trao giá trị đi các chị. À các anh chị cũng trao giá trị cho nhiều người để mà họ biết đến những cái giá trị tuyệt vời này đi. Đúng không ạ? Đơn giản là hôm nay các anh chị học được những cái điều gì hay. Đơn giản là hôm nay các anh chị gặp được một ai đó. Các anh chị hãy chia sẻ lại những cái kiến thức này dành cho họ đi. Được không các anh chị? À, và khi mà các anh chị trao lại những cái kiến thức này thì cái người đầu tiên nhớ là ai? Người đầu tiên nhớ là mình đó. À, thứ nhất, mình nhớ kiến thức. Cái thứ hai, không biết đâu mình đang giúp cho ai, một ai đó họ đang khao khát trở nên thành công và giàu có. Họ đang loay hoay ngoài kia các anh chị. À, thì mình đang gieo một cái hạt nhân Mình gieo một cái hạt giống tốt đó các anh chị nhé à, Và khi mà họ biết đến Những cái kiến thức này Họ cũng thay đổi được cái chất lượng cuộc sống của họ Khi mà các anh chị giúp đỡ cho được Một ai đó Cuộc sống của một người nào đó tốt hơn Thông qua cái việc mà các anh chị chia sẻ Là các anh chị đang tạo ra cái giá trị cho thị trường rồi Đúng không ạ À cho nên những anh chị nào mà chúng ta đang tạo cái giá trị, đang cung cấp cái giá trị ra thị trường thông qua những cái điều mà các anh chị học được ở câu lạc bộ, à, đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị không chỉ thay đổi người ta một tháng hai tháng đâu, mà các anh chị đang giúp cho người ta thay đổi cả một cuộc đời đó các anh chị, một cuộc đời và cả những cái cuộc đời về sau luôn, rất là nhiều cuộc đời về sau luôn các anh chị, đúng không ạ? Rất là nhiều thế hệ được thay đổi luôn, đúng không ạ? Rồi mời chị uống nước ha. Giống như bây giờ nè các anh chị, các anh chị bán một cái sản phẩm dịch vụ à, thì các anh chị là người ta phải chi tiền ra để mua cho các anh chị một cái sản phẩm dịch vụ nào đó À, và đôi khi thì cái à, việc tài chính của họ Họ cũng đang loay hoay và chật vật với cuộc sống của họ Cho nên là các anh chị thấy là đa phần là cái khách hàng của mình Cái điều kiện kinh tế của họ là họ cũng đang chật vật đúng không ạ à, Nhưng mà nếu như mà khi mà anh chị chia sẻ cho à, những người ngoài kia Là những cái kiến thức của câu lạc bộ à, Họ giúp cho họ ứng dụng ra tiền ra kết quả họ thay đổi được cái cái tài chính của họ mà đúng không ạ vậy thì các anh chị sẽ thấy là khi đó mình cũng có rất là nhiều những cái đơn hàng về đó là quy luật các anh chị và chúng ta hãy chia sẻ bằng cái tình yêu thương và chia sẻ bằng cả cái tấm lòng của mình đang mong muốn giúp đỡ cho một ai đó các anh chị đúng không ạ và đó là cái cách đầu tiên mà trong cái việc mà các anh chị học được cái gì thì các anh chị hãy trao giá trị ra cho thị trường đi đúng không ạ Giống như ngày hôm nay các anh chị nghe được quy luật tập trung rất là hay đi. À, ngày hôm nay các anh chị học rất là hay, các anh chị học rất là thích. Và ngày mai khi mà các anh chị học gặp một ai đó hoặc trong ngày hôm nay các anh chị gặp một ai đó, các anh chị hãy chia sẻ ra đi các anh chị. À, những cái điều tuyệt vời này, này, các anh chị học được, các anh chị ứng dụng như thế nào trong cuộc sống. Đúng không ạ? À, cho nên là các anh chị hãy chia sẻ cái à, điều này ra thị trường đi các anh chị và thông qua quy luật hấp dẫn thì những cái điều mà các anh chị trao có ra thị trường à, bằng một cái cách tuyệt vời nào đó nó không có bao giờ mất đi đâu các anh chị, nó sẽ luôn luôn quay về với các anh chị thông qua cách này hay cách khác. À và thậm chí à, nhiều khi các anh chị giúp đỡ cho người này nhưng mà cái kết quả của các anh chị lại về từ cái nguồn khác các anh chị. Và chắc chắn một cái điều này tất cả những cái gì anh chị cho đi nó không bao giờ mất đi các anh chị nhé, đúng không? và những cái mà nó về thì nó sẽ luôn luôn giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình nha. À, cho nên là các anh chị hãy luôn luôn trao bằng cái tâm yêu thương và à, trao bằng cái tình yêu thương và lòng biết ơn các anh chị. À, chúng ta hãy biết ơn những cái kiến thức tuyệt vời này. chứ mình đừng có mong cầu quá là ôi mình chia sẻ cho người này mình được cái gì, cái cái việc mà cái phần thưởng mà đạt được cái gì là vũ trụ lo các anh chị và việc của chúng ta cứ làm đúng cái nhiệm vụ của mình thôi, làm đúng cái nhiệm vụ của mình, làm tròn cái nhiệm vụ của mình và phần còn lại để vụ trụ lo nha các anh chị, được không ạ? Và biết đâu khi mà những người mà các anh chị chia sẻ, ví dụ như là Thanh An đi cũng đang xây dựng các cái trang mạng xã hội. Ví dụ ngày hôm nay mình đăng một cái bài về tư duy, à, mình học mình thấy rất là hay. À, mình và một ai đó khi mà mình làm về marketing á một ai đó họ đặt được một cái bài của mình á, họ thay đổi được cái suy nghĩ của họ, họ ngộ ra một cái điều gì đó thì đó là mình đang tạo ra cái phước đức rất là lớn các anh chị. Và cái phước ở đây á nó là sao ạ? Nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái câu như thế này là có phước có đức mặc sức mà ăn mà. Đúng ạ, cho nên là những cái điều này khi mà các anh chị có phước có đức thì các anh chị cũng sẽ thu hút tiền về đó. Cho nên là các anh chị hãy học cái cách là mình trao giá trị cho các anh chị Hồi giờ mình cứ làm tối mắt đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối Mà hoài không có thấy tiền luôn Vậy thì bây giờ mình hãy làm cái cách khác đi Bây giờ mình phải tìm cái cách trao ra ngoài thị trường những cái giá trị nhiều hơn đi các anh chị Anh chị trao ra ngoài thị trường các anh chị giá trị nhiều hơn đi Đúng ạ Và những anh chị nào mà chúng ta đang chưa kinh doanh thì Các anh chị có thể là tập cùng với Liên minh Câu lạc bộ Các anh chị trao những cái giá trị tuyệt vời của Câu lạc bộ ra ngoài đi các anh chị đúng ạ. Những anh chị nào mà chúng ta đang mong muốn là sao đang mong muốn là gia tăng cái thu nhập của mình lên thì các anh chị hãy cùng với liên minh câu lạc bộ các anh chị cũng hãy trao cái giá trị tuyệt vời ra đi các anh chị và chỉ cần các anh chị đúng với các quy luật của vũ trụ thôi thì tự khắc dòng tiền của các anh chị nó sẽ tăng lên các anh chị nhá. Đúng ạ và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ra quyết định ngay từ ngày hôm nay chúng ta sẽ trao ra ngoài thị trường cái giá trị nhiều hơn đó ạ. Thông qua những cái kiến thức vô cùng là tuyệt vời, các anh chị từ nhận được từ câu lạc bộ để mà các anh chị có thể là tạo ra nhiều phước báo nhiều hơn. Và khi mà các anh chị có nhiều phước báo hơn á, thì các anh chị sẽ thu hút nhiều hơn tiền về đến với mình. Thì các anh chị hãy cùng comment tôi đi các anh chị, đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời lắm luôn các anh chị ơi. À, có phước có đức, mặt sức mà ăn các anh chị ha, à, là cái gì học được cái điều gì hay á? À, các anh chị thấy được là mình thấy một cái người nào đó Mà họ đang mong muốn thay đổi cái chất lượng cuộc sống của họ Các anh chị cứ chia sẻ ra đi à, Có thể là các anh chị đăng một bài lên trên mạng xã hội Rồi các anh chị cho đi đi à, Khi có một ai đó họ tiếp cận được những cái kiến thức này Họ thay đổi được cái chất lượng cuộc sống của họ Thì tự nhiên các anh chị thấy là cuộc sống của mình Nó cũng trở nên thuận lợi rất là nhiều các anh chị à, Khi mà các anh chị giúp cho ai đó thuận lợi trong cuộc sống á, Thì các anh chị cũng sẽ thuận lợi trong cuộc sống khi mà các anh chị giúp cho ai đó có nhiều tiền hơn thì các anh chị cũng sẽ có nhiều tiền hơn đó đúng không ạ à, cho nên là sao cho nên là chúng ta hãy trao giá trị đi các anh chị à, và thậm chí là cũng có rất là nhiều những anh chị trong môi trường liên minh câu lạc bộ của chúng ta à, trong cuộc sống thì cũng đang loay hoay à, đang à, chơi với trong cuộc sống nhưng mà rất là may mắn là nhận được một dòng tin nhắn của liên những anh chị trong liên minh câu lạc bộ đúng không ạ và các anh chị cũng nhớ ngoài kia có rất là nhiều người họ cũng đang loay hoay như vậy họ đang loay hoay với cuộc sống như vậy họ đang không biết làm gì với cái cuộc sống của họ hết trơn à, và nếu như mà họ nhận được một cái dòng tin nhắn nếu như mà họ cũng gọi là nhận được một cái bài viết một cái thông điệp một cái giá trị à, từ cái bài viết của các anh chị thì sẽ tuyệt vời như thế nào các anh chị ơi nó sẽ thay đổi cuộc đời hoàn toàn cuộc đời của một người đó các anh chị là thậm chí là nhiều đời của một cái gia đình nào đó tuyệt vời không ạ cho nên là sao cho nên là chúng ta hãy cho đi bằng tình yêu thương và lòng biết ơn đi các anh chị đúng không ạ à, đừng có suy nghĩ tăng tính này kia yên tâm đi vũ trụ lo hết rồi các anh chị được không ạ vũ trụ lo hết rồi các anh chị nha và các anh chị nhớ này các anh chị muốn gia tăng cái thu nhập của mình lên thì các anh chị cần phải gia tăng cái tư duy của mình lên và cái giá trị của mình trao cho cộng đồng nhiều hơn các anh chị nhé được ạ và mình cũng phải liên tục tập trung vào cái kết quả của mình nha các anh chị được ạ à, chứ không phải là mình chỉ có ngồi là, là mình cứ cầu nguyện rồi mình cứ cho 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 nhưng mà mình cho thì mình cho nhưng mà mình lại không có uh, có tập trung vào kết quả các anh chị phải nhớ là mình muốn tập trung vào cái kết quả cuối cùng của các anh chị là cái gì đấy và các anh chị nhớ này khi mà giúp cho người khác đạt được cái kết quả của họ thì các anh chị À, cũng sẽ là sao đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nha đúng không ạ à, có nhiều anh chị cứ nói rằng là chị cứ cho đi thôi à, chị cũng chả mong cầu là chị à, chẳng à, cần nhận gì đâu à, thì đúng y như rằng là những anh chị đó là cứ khánh kiệt về tài chính hoài luôn các anh chị tại vì sao tại vì cái quyết định của các anh chị như nào thì cái kết quả của các anh chị như thế thôi đấy đúng không ạ À, giống như cái việc mà Thanh An đang chia sẻ trao giá trị cho các anh chị ấy. Cũng là cái việc mà Thanh An đang trao giá trị và tạo phước báo rất là nhiều Nhưng mà Thanh An biết rõ rằng cái việc mà Thanh An đang làm ấy, Cũng giúp cho mình tạo ra những cái kết quả Và Thanh An cũng có được những cái mục tiêu rõ ràng Trong cái hành động của mình làm các anh chị à, Chứ không phải là mình nghĩ rằng là À mình tạo dung ra mình chia sẻ cái kiến thức cho mọi người Mình cho 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 đi à, Còn cái mục tiêu của mình đạt được đạt còn không đạt được thì thôi À, Thân anh an không có nghĩ như thế các anh chị nhá, được không ạ? Các anh chị cần phải làm rõ cái tư tưởng này các anh chị. À, mình nói rằng là gì? Cho đi rộng lượng và đón nhận cười khôi chứ? Chứ các anh chị cứ suốt ngày là cho đi, cho đi, cho đi, hoài cuối cùng à, cuộc sống của mình không còn cái gì hết, cuối cùng có cái gì để mà cho nữa các anh chị, được không ạ? Ừ. À và ở đây thì có một cái câu nói của bác Jim Rohn có nói như thế này này thay vì các anh chị yêu cầu là thị trường trả cho tôi bao nhiêu tiền thì các anh chị phải đặt ra cho mình một cái câu hỏi là anh chị đang cung cấp giá trị cho bao nhiêu người và khi mà các anh chị giúp cho người khác đạt được cái mục tiêu của họ thì các anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình thôi đúng không ạ à, cho nên là lúc nào thanh an cũng rất là mong muốn là giúp đỡ cho được rất nhiều những anh chị họ đạt được cái kết quả mục tiêu của họ thì đương nhiên là thanh an đạt được cái kết quả mục tiêu của mình rồi các anh chị mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm của mình nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dạ dàng thôi. được không ạ? Và bởi vì là Thanh An hiểu về các cái quy luật cho nên mình cũng rất là tự tin trong cái việc đó là gì đó là cái thời gian mà mình sẽ đạt được cái mục tiêu đó nhanh và rất nhanh thôi các anh chị. được không ạ? Ừ. Rồi mời các anh chị uống nước nha. Đấy. Cho nên là sao ạ? À, cho nên là các anh chị cũng cần phải thay đổi và cũng cần phải à, phát triển và cũng như là mình phải liên tục gia tăng cái giá trị nội uh, nội tại của mình bằng cái cách là gia tăng tư duy và cũng như là cái giá trị uh, cung cấp cho thị trường các anh chị nhé. À, mình phải giúp đỡ cho người khác thành công thì mình sẽ là cái người đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị. À, đúng không ạ? đấy và nếu như mà các anh chị muốn mong muốn uh, trong cái cuộc đời mình gặp được quý nhân thì mình hãy trở thành quý nhân của một ai đó nha các anh chị đúng không ạ các anh chị hiểu được chỗ này không ạ đấy à, cái việc mà các anh chị giúp đỡ cho một ai đó và các anh chị trở thành một quý nhân của ai đó thì các anh chị sẽ luôn luôn gặp những cái quý nhân trên cuộc đời của mình nha các anh chị nhé đúng không ạ Đấy. Cho nên là cái việc mà các anh chị hiểu được cái các cái quy luật của vũ trụ á, các anh chị sẽ thấy là cái cuộc sống của mình nó thuận lợi dễ dàng và hanh thông hơn rất là nhiều. Đó, đúng không ạ? và cái việc mà các anh chị đạt được cái mục tiêu của các anh chị á, nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ thời gian mà các anh chị gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên các anh chị, đúng không ạ? và khi mà các anh chị gia tăng cái tư duy của mình lên và các anh chị liên tục gia tăng cái quy mô số lượng người mà mình giúp đỡ và trao giá trị lên các anh chị. Đúng không ạ? ấy à, và cái việc á mà các anh chị thay đổi các anh chị cung cấp, các anh chị sống theo đúng những cái quy luật của vũ trụ á, thì cái việc mà các anh chị đặt ra cái mục tiêu của mình đạt được một cách là rất là dễ dàng các anh chị. À, và khi mà các anh chị liên tục tăng trưởng những cái điều đó, liên tục tăng trưởng về tư duy, liên tục tăng trưởng về quy mô, liên tục trao giá trị ra cho thị trường và các anh chị đang liên tục phát triển và rèn luyện mỗi ngày thì cái việc mà các anh chị đạt được mục tiêu nó thì đơn giản là sao à, đơn giản là vấn đề thời gian thôi và các anh ừ. chị phải liên tục đặt ra cho mình một cái câu hỏi đó là gì đó là làm sao để mà mình có thể là giúp đỡ được nhiều nhiều người hơn làm sao mà với những cái giá trị mà tôi đang có có thể chạm đến hàng triệu con người à, làm sao mà có thể chạm đến rất là nhiều những cái con người ngoài kia họ đang cần để mà giúp cho họ có thể là thay đổi được cái chất lượng cuộc sống, thay đổi được cái mục tiêu, thay đổi được cái ước mơ và thay đổi được tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống của họ, được không ạ? Và khi mà các chị đặt ra những cái câu hỏi đó, làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ được nhiều người hơn? Làm thế nào để tôi trao cái giá trị sản phẩm dịch vụ của mình đến cho nhiều người hơn nữa? và nếu như mà các anh chị nhớ này cái giá trị của cái sản phẩm dịch vụ của các anh chị này nó có thể là giúp đỡ cho được nhiều người hơn và nó là một cái nhu cầu cho nhiều người và càng ngày cái nhu cầu của các anh chị nó càng lớn à, cái nhu cầu của các anh chị giải quyết cho họ càng lớn thì là sao thì cái thu nhập của các anh chị nó càng ngày nó càng gia tăng các anh chị và đến khi đó thì mình là sao giàu không lối thoát các anh chị ơi à, được ạ à. Và khi mà các anh chị thay đổi Các anh chị cung cấp được những cái giá trị Ra cho thị trường nhiều hơn Thì cái mục tiêu của các anh chị càng dễ đạt được hơn đó. Được không các anh chị ơi Và các anh chị nhớ nè Để mà trở thành một người thành công Và trở thành một master Trong một cái lĩnh vực nào Thì mình cũng cần phải dành ra 10.000 giờ để mà mình học Và mình luyện tập được ạ à, và mình nếu như mà mình dành ra mỗi ngày nhiều thời gian hơn để mà mình luyện tập á thì các anh chị sẽ nhanh chóng đạt được cái mục tiêu của mình hơn à, còn nếu như mà mỗi ngày chúng ta dành cái thời gian nó ít quá thì cái việc mà các anh chị đạt cái mục tiêu thì nó sẽ bị kéo dài ra à, ví dụ như là bây giờ ừ, à, bây giờ này các anh chị có cái à, bây giờ muốn trở thành chuyên gia chúng ta cần phải có 10.000 giờ Bây giờ mỗi ngày các anh chị vào dung học tập được một tiếng rưỡi, các anh chị chia ra thử đi. À, thì các anh chị cần bao nhiêu lâu, cần bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm thì các anh chị mới đạt được là 10.000 giờ đấy. À, nếu như mà mỗi ngày một tiếng rưỡi thì các anh chị cần phải 6.667 ngày đúng không các anh chị? Đúng ạ. Đấy. Và cái cái việc mà các anh chị à, à, ví dụ như là mỗi ngày học 1 tiếng rưỡi đi. À thì 10.000 giờ là 6.667 ngày, đúng không ạ? À thì là nó tương đương với bao nhiêu năm các anh chị? Nó tương đương với 18 năm. Đấy, và bây giờ à, à, cho Thanh An hỏi các anh chị này. À, ngoài một cái tiếng rưỡi đó ra các anh chị có tự học, các anh chị có chép lại livestream ạ? Và các anh chị có tham gia những cái buổi dung khác không ạ? À, có đúng không ạ? À, và mỗi ngày hầu như là mình cũng đang dành khoảng tầm 3 đến 4 tiếng để mình phát triển bản thân đúng không ạ? À, vậy thì là nó còn 8 đến 9 năm. À, vậy thì cho Thanh Anh hỏi này Bây giờ các anh chị ra ngoài kia có cái môi trường nào ở đâu mà cho các anh chị học đằng đằng 9 năm trời không các anh chị? À, có năm nào không ạ? à, các anh chị cứ tìm hiểu thử coi thử là ở ngoài kia có cái môi trường nào mà cho các anh chị học tập liên tục phát triển liên tục 9 năm 10 năm không và cái nơi nào mà các anh chị cho các anh chị học nhiều nhất thì là được bao nhiêu năm bao nhiêu tháng các anh chị và cái học phí của nó là như thế nào đúng không ạ đấy bây giờ các anh chị ra ngoài kia các anh chị tìm những cái môi trường mà các anh chị học tập các anh chị rèn luyện các anh chị phát triển bản thân thử thì cứ, họ cho các anh chị học được bao lâu và các anh chị cho và phải đóng học phí hết bao nhiêu các anh chị đúng không ạ và trong môi trường liên minh của câu lạc bộ mình thì đã trao giá trị cho mọi người hơn 8 năm nay rồi các anh chị ơi liên tục liên tục liên tục trong 8 năm nay rồi các anh chị và thậm chí là còn rất là nhiều những cái năm tháng sau này nữa đấy cho nên là sao và môi trường của liên minh câu lạc bộ chúng ta đâu có dừng lại đâu các anh chị vẫn đang học tập phát triển mỗi ngày các anh chị nhé đúng không ạ ấy cho nên là sao cho nên là chúng ta cần phải lựa chọn cái môi trường để mà chúng ta có thể là liên tục phát triển trở thành cái chuyên gia trong à, lĩnh vực của à, trong cái lĩnh vực mà mình lựa chọn các anh chị nhé và thanh an biết được rằng là môi trường liên minh của chúng ta đang có một cái giá trị rất là lớn các anh chị à, và bây giờ các anh chị cứ hình dung tưởng tượng đi và bây giờ với cái tốc độ mà trao giá trị hiện tại của liên minh câu lạc bộ đi À, và hàng ngày hàng ngày hàng ngày đang liên tục liên tục liên tục trao giá trị cho rất là nhiều những con người ngoài kia à, vậy thì cái việc mà đạt được những cái mục tiêu mà lớn lao những cái mục tiêu mà đi du lịch vòng quanh thế giới đó là cái chuyện đương nhiên rồi các anh chị đúng không ạ cho nên là sao? À, cho nên là các anh chị phải nhớ rằng là cái việc mà các anh chị liên tục phát triển tư duy và trao giá trị cho thị trường nó rất là quan trọng và theo thời gian thì cái tốc độ khuất đại cũng như là cái tốc độ mà các anh chị trao giá trị ra thị trường nó càng ngày nó càng lớn hơn và khi mà các anh chị đang cung cấp một cái điều gì đó nó giải quyết được cái nỗi đau của thị trường á, nó triệt để luôn các anh chị thì sao ạ? Thì cái nhu cầu của nó rất là lớn các anh chị nhé. Đúng không ạ? và khi mà các anh chị giải quyết được cái gốc rễ giải quyết được cái, cái nguyên nhân của vấn đề giúp cho người khác thành công thì các anh chị sẽ là cái người mà đạt được chính những cái mục tiêu của mình đó đúng không ạ rồi ok các anh chị ha và đó cũng chính là cái phần mà thanh an muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi live stream sáng ngày hôm nay các anh chị nhé và quy luật tập trung là một trong những cái quy luật rất là lớn của vũ trụ và các anh chị cũng cần phải liên tục phát triển chính các bản thân của mình lên và ứng dụng cái quy luật này vào trong chính cái cuộc sống cũng như là trong chính cái công việc của mình các anh chị nhé để chúng ta gặt hái được nhiều những cái sự thành công hơn nữa nha các anh chị à, rồi những anh chị nào mà chúng ta mong muốn học tập phát triển rèn lượng bản thân mỗi ngày thì mời các anh chị ấn vào đường lên bio ô bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của thanh an thanh an sẽ tham gia và học tập và đồng hành cùng với các anh chị giúp cho các anh chị chinh phục mọi mục tiêu trong cuộc sống các anh chị nhé rồi thanh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những của livestream tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.